chào anh. Anh có thể giới thiệu lại cho bà con biết mình tên gì và địa chỉ mình ở bên đây không anh? Tôi tên Saron, ấp 1 khu phố Phục Hà, Trà Vinh. Dạ. Anh sử dụng phân con lười này được bao nhiêu vụ và mấy năm anh? Được 2 năm rồi. 2 năm ha. Anh đánh giá như thế nào từng vụ mà mình đã sử dụng? Thấy giảm số bệnh. Giảm số bệnh đây. Rồi và vụ này mình xài nó có tiết kiệm được cái số lần phun thuốc mình không anh? Có. Tiết kiệm luôn. Dạ. Giảm cái số bệnh. Hôm nay anh thấy anh đem về đây là bao nhiêu tấn nữa? 4 tấn. 4 tấn lại tiếp tục 4 tấn. Rồi cảm ơn anh Saron để chia sẻ cùng bà con.